ChatGPT là công cụ hỗ trợ trực tuyến được thiết kế để giúp người dùng tạo ra các câu trả lời tự động và chính xác. Công nghệ này được sử dụng trong các ứng dụng trực tuyến như các trang web, các ứng dụng di động và các ứng dụng trò chuyện. ChatGPT đã xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2019. Đây là một phần của phóng sự xu hướng phát triển trí thông minh nhân tạo tại Việt Nam đã được phát trong chương trình Cuộc sống tương lai Cà phê Tech, kênh HTV9 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Phóng sự này được viết bởi ChatGPT. Sau khi mà chúng tôi đã sử dụng ChatGPT để thử nghiệm cho nó viết thử một cái kịch bản và sau đó là dựng trên nền mà ChatGPT viết ra và phát sóng, thì nhận được rất là nhiều những cái sự ủng hộ tích cực từ khán giả, rồi những chuyên gia và còn những anh em làm báo chí. Và nhưng mà ý là đó là đối với chúng tôi là một cái thử nghiệm thôi. Từ cái thử nghiệm đó chúng tôi biết được cái cách phân tách thế nào chúng ta nên sử dụng cái con chat này nó thế nào là hợp lý. Và không thể nào mà để nó kiểu nó viết chung chung như vậy được. Thành ra mình phân biệt rõ cái lợi thế và mình áp dụng. Thì đến hiện nay thì sau khi mà đã thử nghiệm được khoảng cách đây là khoảng cỡ 2 hoặc là 3 tuần rồi, thì kể từ đó về sau chúng tôi sử dụng ChatGPT nó giống như một người bạn rồi. Một người bạn trong khi mỗi khi mà họp về một cái chủ đề cần biên tập. Dù chỉ là thử nghiệm, nhưng phóng sự nói trên đã khiến ekip thực hiện và khán giả bất ngờ vì nó gần như đầy đủ các phần chính của một phóng sự truyền hình đúng như yêu cầu của ekip. Đáng chú ý là thời gian để ChatGPT viết ra phóng sự này chỉ mất khoảng 8 phút, trong khi đó một biên tập viên thông thường phải mất khoảng gần 1 tiếng mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên, theo đội ngũ sản xuất chương trình, việc chỉnh sửa kịch bản do AI viết cần mất thêm thời gian vì lý do ngôn ngữ máy học chưa phù hợp với tính chất của một phóng sự. Hơn nữa, kịch bản mà ChatGPT viết chỉ dừng ở mức đúng và đủ chứ chưa hay. Nhìn rõ lợi thế của ChatGPT là tổng hợp thông tin nhanh chóng. Kể từ sau phóng sự do công cụ này viết, đội ngũ thực hiện chương trình Cà phê Tech tiếp tục ứng dụng nó vào một số khâu trong quá trình sản xuất phóng sự của mình. Thay vì chúng tôi phải họp rất là nhiều bạn và cùng nêu ra những ý kiến, thì kỳ này chúng tôi có thêm một người bạn nữa, là một người bạn ChatGPT. Chúng tôi hỏi nó về những câu chuyện về review những cái công nghệ mới, cần phải tập trung vào những cái khía cạnh nào, thì ChatGPT sẽ đưa ra được những cái khía cạnh cơ bản để ban biên tập có thể chú ý theo, để lưu ý theo. Đó, hoặc là chúng tôi đặt title, đặt tựa đề đúng không? Thì cái việc mà đặt tựa đề trước đây chúng tôi sẽ phải cho 5 bạn đặt 5 cái tựa đề và sau đó chúng ta cùng nhau coi như là chọn cái tựa đề nào hay nhất và chỉnh sửa trên tựa đề đó. Thì bây giờ tiết kiệm hơn rất nhiều, chỉ cần hỏi ChatGPT rằng cách đặt tựa đề làm sao cho thú vị về chủ đề, ví dụ như là chủ đề về máy hút bụi thông minh, thì ChatGPT sẽ tự động đưa ra đến 10 cái title, đưa 10 cái tựa đề mà thực sự nó có khả năng viral và cuốn hút. ChatGPT nó sẽ là một công cụ tổng hợp và đưa ra cho mình những cái thông tin chung nhất và được lặp lại với tần suất nhiều nhất trên cái không gian mạng. Nó sẽ tiết kiệm được cho mình thời gian về scan thông tin rất là nhiều. Ví dụ như trước đây mình sẽ cần phải có một khoảng thời gian để mình đọc rất là nhiều những cái bài viết trước đó, tham khảo rất là nhiều. Thì bây giờ mình đã có thêm một cái công cụ để mình biết được rằng là cái gợi ý này đang là cái gợi ý mà phổ biến nhất, có tần suất xuất hiện nhiều nhất, thông tin xuất hiện nhiều nhất trên không gian mạng. Vậy là mình chỉ cần từ đó để mình có thêm một vài bước xác thực nữa là mình đã có thể có một số những cái thông tin đinh cho cái bài phóng sự của mình. Sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo như thế nào để tận dụng triệt để những lợi thế nhưng không bị lệ thuộc vào nó cũng là vấn đề cần quan tâm. Chúng tôi đang tận dụng ChatGPT một cách triệt để, nhưng chúng tôi không bị nó làm cho thao túng ngược lại cái nghề của mình. Chúng tôi đang sợ kiểu thao túng, tại vì là thỉnh thoảng ví dụ như một nhiều nhà báo mà kiểu mà lười quá bắt đầu nhờ con ChatGPT nó viết đi và nó cung cấp lên thì cơ bản là con nó cũng viết được. Nhưng mà khi mà một người nào đó làm báo hoặc là một người làm nội dung mà lại dựa vào con đó bị lệ thuộc bởi ChatGPT á, thì chính họ đang làm cho cái nghề của họ bị lụi bại đi. Nó không có tốt cho nghề. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo nói chung và ChatGPT nói riêng sẽ không dừng lại. Bắt kịp, tận dụng một cách có chọn lọc, nhất là với những người làm nội dung, là cách để tăng năng suất làm việc và tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn.